Meta 14.12 đã có những sự thay đổi tích cực, giúp cho người chơi có nhiều sự lựa chọn hơn trong lối đánh. Ash cảnh vệ đã xuống đáy xã hội bởi vì có 4 tử thần quay trở lại và khắc chế cứng cô nàng. Tuy nhiên, nếu có ấn sứ thanh hoa cho Annie thì sẽ là một câu chuyện khác khi vị tướng này nằm trong danh sách được buff ở phiên bản này. Hãy xem cách mà Deadshot triển khai Ash sứ thanh hoa kết hợp với Annie sứ thanh hoa nó hiệu quả như thế nào nhé. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Map của trận đấu này là huấn luyện người đá. Người đá của Deadshot có 3 ấn là sứ thanh hoa, song đấu và thần thoại. Không quá ngon nhưng ổn khi sứ thanh hoa và thần thoại ít nhất có mối liên hệ thông qua Cogmo, Nautilus và Amumu, Ash. Cao cường trận này là Gna, Janna, Lux, Kiana, Senna và Zira. Sau khi hoàn thành 3 thân quái đầu tiên, anh nhận được 3 mảnh trang bị là cung, găng và nịt. Vòng trò lõi đầu tiên sẽ là các nâng cấp vàng, gồm có chúc phúc của Bụt, cầu hồi phục và bổ sung quân lực. Trong 3 nâng cấp này thì chúc phúc của Bụt sẽ là thích hợp nhất để anh có thể triển khai đánh Ash sứ thanh hoa. Vì đằng nào cũng phải up lên 8 nên thêm được 4 dương trang bị sẽ giúp cho anh vẽ được những món đồ như ý muốn, nên anh roll lại lõi 2 và 3. Lúc này xuất hiện huy hiệu sứ thanh hoa. Với chiếc ấn này thì Deadshot sẽ có cơ hội đạt mốc 6 sứ thanh hoa, hoặc ít nhất là kích mốc 4 một cách dễ dàng. Cho nên anh roll nốt lõi 1 ra được toàn sao là sao, cũng chỉ phù hợp với các bài reroll, cho nên quyết định cuối cùng sẽ là huy hiệu sứ thanh hoa. Anh up 4 và dùng trên sân lúc này là Cho'Gath, Amumu, Sivir và Bát. Tích được 3 hệ ổn áp, có công có thủ là thần thoại, sứ thanh hoa và xạ thuật sư. Có lợi thế hơn về mặt quân số trước đối thủ, đã mang về cho anh trận thắng mở màn. Nhưng sau đó thì không hề dễ dàng, Kurums lấy lõi võ sĩ giác đấu, bắt buộc phải đánh win, nên 2.3 đã up 5 và lắp hết đồ, đấm cho Deadshot một turn nguyên nhà. Anh đi chợ và nhặt về mảnh gậy, lên cấp và thêm Manfire 2 củng cố phòng thủ. Cuồng đao được lắp cho Bát, có được món đồ trấn phái, Bát như hổ mọc thêm cánh. Nhưng đáng tiếc là Lux lại không cho nó chơi game khi những quả cầu ánh sáng ném ra sau nổ sát thương quá đau, chuỗi thua 3 cho Deadshot. Người đá trả về thêm gậy và kiếm. Món đồ tiếp theo được tối ưu sẽ là kiếm súng. Phía bên kia đang nghẹo thần tài nên easy thôi, Deadshot sẽ giữ được máu ở turn này. Đến với vòng trò lõi tiếp theo, do trên sân lúc này cũng kích thiên cung nên game cho anh huy hiệu thiên cung, cùng với đó là hạ đo ván cộng và đánh nhiều tử. Huy hiệu thiên cung thì không để làm gì, loại ngay tại vòng gửi xe, có được bạn bè phương xa. Đánh như tử cũng không phải là một nâng cấp đánh nhau dành cho các tay bắn tỉa. Anh đổi lại và nhận về cây cung thần tốc. Cái này thì ngon này, nhưng mục tiêu của Deadshot lúc này là muốn lên cấp nhanh hơn nên anh lấy về hạ đo ván cộng, nhận một trang bị thành phần ngẫu nhiên và 10 XP. Sau mỗi vòng giao tranh với người chơi, nếu như không có trang bị nào của bạn nằm ở hàng dự bị ngoài các trang bị tiêu thụ, nhận 2 XP. Mảnh đồ anh nhận được là nước mắt nữ thần. Deadshot lên 6, xào luôn dây chuyền trục tội cho Amumu, thêm Lux, kích pháp sư và 4 sứ thanh hoa, một form bài tương đối đẹp. Tuy nhiên Nico hoa rơi đã lên 2 sao, những pha trong chóng tre có quay giúp cho nó siêu lì đòn và đánh bại đội hình của Deadshot. Mặc dù không muốn nhặt thêm gậy đâu, nhưng mà con Annie ngon nghẻ quá nên anh hốt luôn. Đến sơn quái thì Deadshot đã lên 7, thêm Cogmo và Cho'Gath vào sân, thế chỗ Manfire, kích 5 thần thoại. Bãi sói trả về nịt, găng và cung. Cho Lux cầm quỷ thư, bổ sung khả năng giảm hưu. Ash còn thiếu một đồ và đó sẽ là cung xanh, anh cho Sivir cầm tạm. Nhà thần tài ôm hũ khá to, họ vẫn chưa xóa tiền, thêm một turn thắng free nữa cho Deadshot. Tốc độ trận đấu đẩy lên cao trào khi nâng cấp kim cương xuất hiện. Không như đánh các tướng cận chiến Lee Sin hay Kane, với Ash thì cô không cần đồ hỗ trợ nên Deadshot bỏ qua cùng hội cùng thuyền. Khảm bảo thạch và thăng hoa thì khảm sẽ trên cơ nên anh roll lõi 1 có được Donnie đóng giày. Đang còn thừa một găng, anh sẽ vẽ được 2 cái bốc đồ, còn gì hợp lý hơn. Anh roll nốt lõi 2 và chốt về Donnie đóng giày. Anh lên 8, roll được Nautilus, bỏ Cho'Gath đi để kích cảnh vệ, bổ sung Annie kích đấu sĩ. Không có một con Ash nào, nhưng trước đó có kỳ ngộ Darius vẽ tướng nên anh bắt về các tướng 4 vàng đặt vào 3 ô đặc biệt ở hàng chờ. Hai bốc đồ sẽ dành cho Nautilus và Amumu để hai cảnh vệ có thêm đồ tanh, chống chịu được lâu hơn. Không có Ash nhưng Bát được cover tận răng, tích được rất nhiều số từ cuồng đao, ấn sứ thanh hoa cũng giúp nó ném nhanh hơn. Nautilus khống chế được đối phương một nhịp, Kindred ra sức chống trả, lấy được mạng của Bát nhưng không thể thay đổi được kết quả sau cùng.
Kỳ ngộ ở 4.3 là Diana tách đồ, tương tự như cơ chế của nhà máy tái chế. Ash cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, có đến tận 2 con. Bat và Sivir không còn giá trị lợi dụng nữa. Annie được update lên 2 và cầm ấn sứ thanh hoa. Ash sẽ giữ 3 món là cuồng đao, kiếm súng và cung xanh. Nico hoa rơi của địch vẫn chưa thể lên 3 sao. Cô ta bị Nautilus khống chế, Annie giảm hưu nên không phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Nico nằm xuống, Amumu và Annie bảo kê một cách tròn vai cho Ash quét sạch. Vòng chợ 4 chấm, anh nhặt được Ash cầm giáp. Và đương nhiên rồi, sẽ có Ash 2 cho Deadshot. Đang còn dư một slot nhưng chưa ra được Lissandra nên anh dùng tạm on, hách đồ. Chạm trán với tử thần thiên cung, Yone chưa 3, Ken thì chưa 2 nên đất diễn cho bộ đôi cận chiến này là dường như không có. Ash cũng được đặt ở một vị trí mà Yone không thể với tới. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, Yone bị Lux chói, Ash ra đòn kết liễu kẻ thù của mình. Bãi chim biến dị trả về một gậy và dương đồ lẻ. Anh mở dương và chọn mảnh găng, lắp trái tim kiên định cho Annie. Nhà thần tài đã nổ hũ và xoay sang đánh xạ thuật sư. Hai bên trao đổi chiêu thức qua lại khá lâu và lúc này Ash là nhân vật được hưởng lợi khi tốc độ đánh của cô ngày càng tăng nhờ có cuồng đao Gunju. Ash cầm kiếm súng, hồi máu cho Annie đỡ đòn cho mình. Hai bên hỗ trợ ăn ý, mưa xạ tiễn được tung ra, lấy mạng Silas. Ash tác động vật lý vào người của Kai'Sa trước. Đến lúc ai nữ hư không đáp trả thì đã quá muộn rồi. Có khả năng hồi phục từ kiếm súng, Ash thành công một mình cân 4 và tiến đội bạn dừng chân ở top 7. Kỳ ngộ Yorick giảm chi phí làm mới cửa hàng còn 1 vàng, 5.3 là turn big update của Deadshot. Hàng chờ vẽ tướng mang lại cho anh Nautilus 2 và cả Lissandra. Va chạm với Lee Sin thiên cung, đội bạn chủ động xếp Lee Sin cùng bên với Ash để hạn chế sát thương tính bằng khoảng cách của bắn tỉa. Nhưng Deadshot đã đọc được bài của đối phương nên đã kề ngay con Lissandra trước mặt thầy Tumu, khiến hắn ta bị phong ấn một khoảng thời gian ngắn. Hắn quay trở lại và dứt điểm được Annie. Nhưng thầy Tumu cũng đã xuống ngưỡng máu tử, Ash sẽ là người làm chủ cuộc chơi này. Kurum's đầu game Snowball ác lắm, nhưng giờ thì sắp nhót rồi. Nautilus khống chế được Yone, Ken thì bị Ash nã tên, mất đi hiệu ứng bảo hộ từ áo choàng bóng tối. Nhưng nhờ có bàn tay công lý hồi phục thì hắn ta vẫn đang xoay lưỡi hái tử thần một cách mượt mà rồi tiến về phía Ash. Lux cover cho đồng đội, làm choáng được Ken, nhưng Ash vẫn mải mê bắn ở phía trên và cái giá phải trả là làm con mồi cho Ken. Nguồn sát thương chính đã mất, Deadshot sẽ bị sát đao. Sau một hồi vẽ tướng mà không bị ai ôm thì anh đã có cho mình được 8 con Ash. Máu không còn nhiều và không để cho đối thủ có thời gian nhận ra sai sót, anh roll mạnh tay để kiếm mảnh ghép còn lại. Và đây rồi, Ash 3 sẽ được triệu hồi, gần như là dấu chấm hết cho trận đấu này. Nhà Nico hoa rơi thì đã lên được mốc 10 thần thoại. Lượng máu của họ lúc này là rất dày, nhưng không thành vấn đề, vẫn trong tầm kiểm soát của Ash. Annie không còn tanh cho cô được nữa thì Nico cũng phải bay màu. Dàn hậu phương của địch chỉ còn sót lại 3 con. Tên thần của Ash không nương tay, dọn sạch lũ râu ria. Ở vòng chợ thì anh nhặt thêm được một ấn sứ thanh hoa nữa. Bỏ đi Lissandra và dùng Yana kích cao cường. Nhà thần thoại muốn vẽ được Lilia 3 sao nhưng đáng tiếc là không thể lên được. Nautilus của địch lần này thậm chí còn không thèm xài chiêu vào người Ash nên cô được bắn từ A đến Á. Nico tồn tại được hơn nửa thời gian combat. Tinh linh X được triển khai nhưng không bước qua được xác của Amumu. Ash sẽ chấm dứt cô tại đây. Xác ướp u sầu dẫn lối cho Ash xâm lăng. Đầu tiên là Huey, đến Bat và cuối cùng là Lilia. Chiến thắng với một chest thôi là đủ để mang về top 1 cho Deadshot. Như anh em thấy đấy, Ash qua phiên bản 14.12 đã bị yếu đi. Tuy nhiên, những tài nguyên mà game cho buộc Deadshot phải đánh và các người chơi chăm chú vào các bài meta thì đã tạo điều kiện cho Deadshot một mình một ngựa lên được Ash 3 rồi ẵm luôn top 1 quá dễ dàng. Cho nên lối đi khác biệt đôi khi sẽ là một lựa chọn không tệ đúng không nào? Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên một like, một share và ấn đăng ký kênh để ủng hộ gia đình Cà Phê Nhân Phẩm nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.